Tính đến 6 giờ sáng nay 19 tháng 8, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 nào mới. Tổng số ca mắc hiện tại là 989 ca. Trong 989 ca mắc tính đến 6 giờ ngày 19 tháng 8, đã có số ca điều trị khỏi là 525 ca, số ca còn đang điều trị là 439 ca, số ca tử vong là 25 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 81.585 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 3.350 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 22.360 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 55.875 người.